lạm bàn tiêu chuẩn kép về nhân quyền của Mỹ và NATO khi bàn về xung đột Nga-Ukraine. Chiến tranh không nên xảy ra, nhưng Mỹ và NATO có kẹt tiêu chuẩn kép khi nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến ở Ukraine. Năm 2011, Mỹ và NATO đã oanh tạc đất nước Libya xinh đẹp, khiến hàng ngàn người mất mạng. Theo số liệu thống kê không đầy đủ từ báo chí quốc tế, hơn 14.500 người dân Libya đã chết trong trận chiến này. Bom của NATO đã dội thẳng vào dân thường, tay không tấc sắt. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này không gì khác ngoài lợi ích kinh tế từ một thứ tài nguyên vô cùng quý giá mà Mỹ và NATO thèm khát ở quốc gia Bắc Phi xinh đẹp. Đó chính là dầu mỏ. Nhân quyền của người dân Libya đã bị chà đạp mà không một tổ chức nào lên tiếng tố cáo, cũng như đứng ra nhận trách nhiệm. Chiến tranh ở Afghanistan kéo dài suốt 20 năm 2001-2021, khiến 165.000 người chết. Nhẽ ra, Liên Hợp Quốc đã phải mạnh mẽ lên tiếng và can thiệp để hạn chế số nhân mạng thương vong. Vậy mà, suốt 20 năm qua, họ đã ở đâu khi người dân Afghanistan đổ máu vì bom đạn chiến tranh? Ai sẽ bảo vệ nhân quyền cho những người dân thường chết trong cuộc chiến ấy? Mỹ với sức mạnh quân sự số 1 thế giới nhưng đã không thể kết thúc cuộc chiến sớm hơn để ít hơn nhân mạng bị tước bỏ không đáng có. Tất cả đều là sự giả dối để trở thành cái cớ hợp lý cho Mỹ duy trì sự hiện diện của mình ở khu vực Trung Nam Á. 224.000 là số liệu thống kê về số người chết trong cuộc chiến tranh ác liệt ở Syria. Tuy nhiên, theo ước tính của tổ chức phi chính phủ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Syria SCPR, cuộc xung đột này đã làm từ 353.593 đến 498.593 người thiệt mạng từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2018. Và con số thực tế có thể còn hơn thế khi mà xung đột vẫn chưa chấm dứt. Đây là hệ quả của làn sóng biểu tình với những tên gọi Mùa Xuân Ả Rập và Mùa Đông Ả Rập do Mỹ đứng sau thúc đẩy và hậu thuẫn. Vấn đề nhân quyền bị xâm hại nghiêm trọng và luôn bị đổ lỗi cho những kẻ khủng bố. Một lý do rất đỗi hợp lý để mua chuộc lòng người nhằm tạo cái cớ không thể chính đáng hơn cho sự can thiệp của Mỹ và NATO. Cuộc chiến sau đó đã bị quốc tế hóa một cách trắng trợn và tàn bạo. Hơn 5 triệu người đã phải di tản khỏi Syria và nơi đây trở thành nơi các nước thể hiện sức mạnh quân sự của mình. Nhân quyền ở đó, lúc đó, bỗng nhiên tàng hình. Tất cả những cuộc chiến trên có tổng cộng lại thì cũng chưa ác liệt bằng cuộc chiến ở Iraq với 1.200.000 người chết chỉ vì một lọ muối. Vị Tổng thống vĩ đại của đất nước Iraq, Saddam Hussein, đã bị bức tử trước tòa án quốc tế giả tạo và bịp bợm. Ông đã bị treo cổ với tội danh chống lại loài người. Và loài người ở đây chính là quân xâm lược Mỹ và NATO cùng lời nói dối trắng trợn nhất thế kỷ 21. Lọ muối là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nói về Saddam Hussein đối với Việt Nam, ông là ân nhân, là người bạn hữu nghị thân thiết với nhân dân Việt Nam, người đã sẵn sàng xóa nợ cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn để phát triển kinh tế và tặng thêm 400.000 tấn dầu cho nhân dân miền Nam Việt Nam, kèm theo ý định cho vay thêm 1,5 triệu tấn nữa. Cùng thời điểm đó, Ngài Hussein còn đồng ý cho miền Bắc Việt Nam vay 2 triệu tấn dầu mà không tính lãi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy ông Hussein là người có tình yêu thương con người cao cả và vĩ đại. Ông không thể nào là kẻ chống lại loài người như bản án mà chính quyền Iraq do Mỹ lập nên kết tội cho ông. Ấy thế mà, Mỹ và NATO không thể phủ nhận vai trò trong việc thúc đẩy chính quyền hiện tại của Ukraine lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan và hệ quả có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô trở thành đại chiến thế giới thứ ba. Với những việc làm ấy, thử hỏi Mỹ và NATO lấy tư cách gì để giảng đạo lý về nhân quyền cho người khác? Lương tâm con người của cầu thủ bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ Aykut Demir đã làm cậu ấy khác biệt so với phần còn lại của giả tạo và ích kỷ. Hàng ngàn người chết mỗi ngày ở Trung Đông, tôi cũng cảm thấy buồn
tôi chia sẻ nỗi đau của những người vô tội, những người ủng hộ Ukraine hôm nay không có hành động gì để bảo vệ những người dân vô tội đó. Tôi không thích mặc áo ủng hộ này vì nó không dành cho những quốc gia mà tôi yêu quý, vốn cũng đang chịu cảnh chiến tranh. Với cục diện hiện tại ở Ukraine, tốt hơn hết là sự can thiệp kịp thời của cả Mỹ và NATO với tư cách là người khuyên nhủ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky nên tạm gác những quyết định nóng vội về tương lai của Ukraine để trở thành thành viên NATO và EU. Cả Mỹ và NATO biết rõ họ có thể ngăn chặn cuộc chiến, họ không để cuộc chiến xảy ra nếu họ làm việc đó từ sớm. Nhưng có lẽ họ không có chủ đích như thế, bởi chiến tranh là thứ họ mong muốn. Chỉ có điều Nga quá cảnh tỉnh với thời cuộc. Họ lựa chọn phát động tấn công thay vì để bàn tay của Mỹ và NATO dựng nên một cuộc nội chiến ở Ukraine giống như những kịch bản đã diễn ra ở Libya, Syria, Afghanistan, Iraq và nhiều quốc gia Trung Đông khác. Cuối cùng, nhân quyền mãi chỉ là giấc mơ ngàn đời của loài người. Cũng vì thế, nó trở thành bình phong tốt nhất cho những việc làm phi nhân tính của Mỹ và NATO. Một lần nữa, chiến tranh không nên xảy ra, nhưng Mỹ và NATO hoàn toàn không có tư cách để nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến Ukraine.